Chào mừng các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Xem Gì Hôm Nay. Tiếp tục cùng Mix Xem Gì đi tìm hiểu về thế giới trong video ngày hôm nay nào. Đây là tam giác Bermuda, còn đây là Tây Tạng. Các bạn có biết điểm giống nhau giữa hai con vợ này là gì không? Đó chính là trên không phận của nơi này không có bất cứ một đường bay nào cả. Nếu Bermuda nổi tiếng tam giác tử thần, nuốt chửng mọi chuyến bay, thì chuyện quái gì đang diễn ra ở Tây Tạng khiến cho không một hãng bay nào dám bén mảng tới đây như thế vậy ta? Nếu các ông cũng đang thắc mắc thì còn chần chờ gì mà không cùng Mix Xem Gì làm chuyến tới Tây Tạng với tôi thôi nào? Tây Tạng từng được xem là vùng đất sinh sống của những dân tộc thiểu số thuộc về Trung Quốc, nhưng khác hoàn toàn với Việt Nam 54 dân tộc được xem là anh em đồng bào chung chí hướng, thì Tây Tạng kiên quyết chê Trung Quốc đại lục và một mực đòi tách ra khỏi vùng lãnh thổ cũ. Điều này đã chia Tây Tạng thành nhiều khu vực khác nhau, bao gồm phần lớn là khu tự trị và các khu nho nhỏ khác thuộc các tỉnh của Trung Quốc. Sở hữu cái sổ đỏ 1,2 triệu km vuông, độc chiếm 1/8 tổng diện tích của Trung Quốc, Tây Tạng đã trở thành vùng đất lớn thứ hai, chỉ sau Tân Cương, chưa kể là anh em nó còn được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, khi lãnh thổ nằm ngay trên dãy Himalaya, có độ cao trung bình lên tới 4.500 m so với mực nước biển. Nơi đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương và Lạc Ba, hiện nay còn có một số lượng người Hán và người Hồi đến đây sinh sống. Đẹp và hùng vĩ là những gì mà người ta sẽ nhắc tới khi nhắc về Tây Tạng. Nhưng trên thực tế, trước khi các bạn có thể cảm nhận được cái đẹp thì thứ đầu tiên đập vào mặt chúng ta chính là cái lạnh thấu xương. Chỉ cần tới đây một lần là các bạn sẽ hiểu, lạnh nhất không phải là mùa đông không có gấu mà chính là Tây Tạng, với nhiệt độ luôn trong tình trạng âm cả chục độ quanh năm, khiến nơi đây được ví như cực thứ ba của thế giới, có trữ lượng băng khổng lồ chỉ sau Bắc Cực và Nam Cực mà thôi. Chính vì sinh sống ở vùng đất khắc nghiệt trong nhiều thế kỷ đã làm cuộc sống của người Tây Tạng trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Còn muốn biết họ đang khác biệt như thế nào thì hãy cùng Mix Xem Gì đi khám phá ngay thôi nào. 1. Thiên táng để thành thần. Các bạn đang chờ gì ở đám tang đây? Một điệu nhảy đơn chề trên nền nhạc Astronomia có vẻ là một ý tưởng táo bạo đấy. Nhưng như Mix Xem Gì đã nói, Tây Tạng luôn thích sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới, vậy nên đến đám ma của họ cũng lạ lắm các bạn ạ. Nếu thiên hạ chọn cách chôn người chết xuống đất để đưa linh hồn về với tổ tiên, thì truyền thống đưa ma của Tây Tạng nó lại ở một cái tầm khác rồi nhá. Một người sau khi chết sẽ không được đem đi chôn mà phải phơi xác làm mồi cho chim. Tập tục này được người Tây Tạng đặt cho cái tên là thiên táng, nghĩa dịch nôm na là đem người chết mai táng ngoài trời, không quan tài, cũng không đắp đất. Các bạn từng thế là xong rồi ư? Không đâu nhá. Sau khi phơi thác ngoài đường, người chết phải trải qua thêm một nghi thức khác là để những con chim kền diệt sạch thịt trên cơ thể, chỉ để lại xương cốt mà thôi. Nhưng không phải tự nhiên mà các thanh niên Tây Tạng lại muốn chơi trội với xác người thân như thế đâu nhá, mà nó có lý do cả. Tại cái vùng đất Tây Cực như Tây Tạng thì toàn bộ đất đã bị bao phủ bởi băng tuyết vĩnh cửu, thế nên việc chôn cất một người ở dưới nền tuyết không khác gì chúng ta đang bỏ một miếng thịt đông vào tủ đá cả. Chờ đến hàng vạn năm nữa thì nó cũng chẳng phân hủy nổi, khéo vài trăm năm nữa con cháu đào lên lại nhầm đấy là hóa thạch của người tối cổ cũng nên. Mà trong suy nghĩ của người Tạng, điều này còn có ý nghĩa giúp linh hồn được siêu thoát và bay cao để tiếp tục kiếp luân hồi mới. Sau khi chết, cái xác sẽ được khênh lên núi và cởi bỏ quần áo, bọc lại trong tấm vải trắng như tư thế em bé trong bụng mẹ, mang ý là người này sẽ được đầu thai trong hình hài đứa trẻ mới sinh ra. Các vị lạt ma sẽ tụng kinh diêu độ người chết, người thân của người chết sẽ bắt đầu xẻo thịt của thi thể, moi nội tạng, cắt nhỏ sau đó để cho lũ chim kền đang chờ đợi ùa tới xé nát cái xác. Phần còn lại chỉ là xương, sẽ được đem đi đập nát thành bột, rồi trộn với sữa bò rồi đem cho đám quạ và diều hâu ăn. Lũ chim ăn càng sạch thì người chết siêu thoát càng nhanh và hoàn toàn. Khi lũ chim bay trên trời, mang theo linh hồn của họ lên trời cao tái sinh bước vào kiếp luân hồi mới. 2. Lè lưỡi chào nhau. Nếu mỗi lần gặp gỡ chúng ta thường say hi, say hello, thì người Tây Tạng lại thích lêu lêu vào mặt nhau như một trò đùa các bạn ạ. Nếu như ở Nhật Bản chúng ta cúi người 90 độ, ở Thái Lan thì chắp tay và sawadikap, hay những cái hôn má ở nhiều quốc gia châu Âu, thì với người Tạng, hành động khoe lưỡi mỗi khi gặp mặt mới chính là một cách chào hỏi thân thiện nhất, chẳng qua họ cũng đang lè lưỡi thay cho tay mà thôi. Bắt nguồn từ phong cách chào hỏi này là vào thế kỷ 9, vùng đất này được cai trị bởi tên vua La Ma độc ác, hắn có chiếc lưỡi đen khác với người thường, chuyên giết hại và cướp bóc dân chúng, nên sau khi hắn chết, người dân tin rằng vị vua này sẽ được chuyển kiếp đầu thai và tiếp tục gây họa sát sinh. Do đó, những người Tây Tạng sẽ gặp nhau, lè lưỡi ra để chứng minh mình không phải hiện thân của vị vua tàn bạo kia. Dần dần điều này đã hình thành thói quen, cho dù gặp ai, họ cũng đều sẽ lè lưỡi. Khi đến đây thì đừng ngại chào hỏi họ bằng cách này nhé bạn ơi. Thật may văn hóa đó chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Tây Tạng thôi, chứ mà làm ở đất nước khác thì chẳng khác gì đang lêu lêu cà khịa, ăn đấm ngay như chơi. 3. Nói không với airline. Nào nào, các bạn của MixXEM, hãy nhìn đây giúp tôi nào. Các bạn đã được chiêm ngưỡng bản đồ bay của thế giới đấy nhá. Trong lúc anh em ta đang nói chuyện thì đã có tới 12.000 chiếc máy bay đang vèo vèo trên đầu đấy nhá. Nhưng điều đó không hề xảy ra ở Tây Tạng. Các bạn có thể nhìn thấy, đây ông edit zoom hộ tôi cái vào địa phận của Tây Tạng cái nào. Nhìn vào đây thì các bạn đang nhận ra sự khác biệt chưa nào? Một bên thì đường bay dày đặc, trong khi bên còn lại thì vắng tanh hơn cả chùa Bà Đanh. MixXEM Today vốn tưởng là do Tây Tạng quá mức nguy hiểm nên các chuyến bay tới đây đều bị cấm, nhưng hóa ra là đúng như vậy thật. Theo lý thuyết thì bay qua Tây Tạng là điều hoàn toàn có thể, nhưng trên thực tế thì lại chẳng có anh chàng phi công hay hãng bay nào dám mạo hiểm bay qua dãy núi này, và lý do chính là đến từ vấn đề an toàn. Tây Tạng có địa hình thuộc dạng cò bay mỏi cánh, chó chạy mỏi chân, đất rộng người thưa còn tặng kèm combo hủy diệt, toàn núi cao chót vót thì đúng là có cho tiền, các hãng cũng chẳng dám bay qua. Các bạn đừng quên, Tây Tạng nằm ở đây, nó nằm ở dãy núi Himalaya đấy nhá. Mà dãy núi này chính là một khu vực rộng lớn có dài khoảng 2.400 km từ Đông sang Tây, rộng từ Bắc xuống Nam từ 200 đến 300 km, với độ cao trung bình hơn 6.000 m, có hơn 100 đỉnh cao, trên 7.200 m và ở phần cao nhất, tức đỉnh núi Everest, có độ cao được cho là 8.848 m. Điều này đồng nghĩa với việc những chiếc máy bay thương mại có mực bay dưới FL310 không thể đáp ứng được, chẳng hạn như chuyến bay đường dài như Boeing 777-300. Chưa kể đến nhiệt độ ở đây thuộc hàng cực kỳ thấp, cái loại nhiệt độ mà để nước sôi ra ngoài thì nó sẽ biến thành nước đá trong vòng 1 phút đấy. Tây Tạng mà đứng thứ hai thì số 1 chỉ có thể thuộc về châu Nam Cực và Bắc Greenland mà thôi. Vậy nên những chuyên cơ đang bay sẽ phải đối mặt với vấn đề nhiên liệu bị đóng băng ở nhiệt độ âm 47 độ C mà thôi. Ngoài ra, xung quanh dãy Himalaya thường xuyên diễn ra các cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, lờ ngớ là bị coi thành bia tập bắn như chơi, vì thế không phận ở nước này đều bị hạn chế. 4. Mua oxy khi đi du lịch. Nếu các bạn đang nghĩ oxy có vai trò gì ở vùng đất này thì MixXEM xin giới thiệu với anh em sản phẩm bình oxy cầm tay Made in China bán chạy nhất mùa du lịch. Như MixXEM đã giới thiệu ở trên, đây chính là cao nguyên cao nhất hành tinh với độ cao trung bình 4.500 m so với mực nước biển, mà không khí càng cao thì càng loãng, trừ khi các bạn là người bản địa, nếu không xuất hiện hiện tượng khó thở, ù tai, tim đập nhanh nghiêm trọng thì sẽ ngất luôn tại chỗ. Điều này xảy ra là bởi không khí tại đất quá loãng so với các khu vực khác, thế nên cơ thể chưa kịp thích nghi với môi trường mới. Không giống khách du lịch, người Tây Tạng có gen khác biệt giúp thích nghi với địa hình khắc nghiệt. Đó là lý do họ có hệ tuần hoàn và tim mạch khỏe mạnh để có thể sinh sống ở độ cao như vậy. Thế nên nếu có ý định đi du hí tại đây thì các bạn nhớ là vác theo một bình oxy đi kèm nhé. 5. Có phân bò là nhà giàu có. Đây là một ngôi nhà của người Tây Tạng, nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng đây chính là ngôi nhà của người giàu có nhất cái thôn này đấy nhá. Từ đâu mà MixXEM có thể nhận định điều này? Đó chính là nhờ bức tường này đây. Các bạn đừng coi nó là một bức tường bình thường, nó được làm từ phân bò đấy nhá. Yên tâm, phần này đã được chủ nhà đóng dấu chứng nhận là không thối đâu nha. Các bạn hoàn toàn có thể đứng đây để check in một tấm hình về làm kỷ niệm, hoặc thậm chí là xin chủ nhà một ít phân bò về làm kỷ niệm đấy nha. Bởi đây là thứ quý nhất chính là phân bò mà. Đừng nghĩ oan là MixXEM đang chém gió nhá. Sự thật đấy các bạn ạ. Tại đây phân bò chính là thứ quyết định nhà ai giàu có. Người dân ở đây sống bằng nghề chăn thả gia súc. Mỗi gia đình có thể nuôi rất nhiều bò và dê, tài sản đáng giá nhất của họ. Vì vậy mà đắp càng nhiều phân, chứng tỏ gia súc càng đông và chủ nhân của ngôi nhà chắc chắn là một người giàu. Bò ở đây được nuôi lớn trên những cánh đồng thảo nguyên đầy cỏ. Vì thế mùi phân bò cũng không quá nồng nặc, khi được phơi khô lại có nhiều công dụng bất ngờ. Ở đây, phân bò còn là một loại chất đốt quan trọng đối với người dân. 6. Quan hệ với 20 người trước khi cưới. Có lẽ rất nhiều người sẽ bất ngờ khi đến Tây Tạng bởi tập tục lấy chồng của người con gái nơi đây. Nếu những nơi khác, người con gái cố gắng để bảo vệ sự trinh trắng của mình, thì ở Tây Tạng, người phụ nữ ít nhất phải trải qua chuyện chăn gối với 20 người đàn ông mới đủ điều kiện để lấy chồng. Theo họ, một người phụ nữ đủ sức hấp dẫn phải chứng minh được khả năng giường chiếu của mình. Quan hệ với 20 người đàn ông, phụ nữ có nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho chồng sau này. Muốn vượt qua được tục lệ nơi đây, cô gái phải đi khắp nơi để tìm cho mình 20 người đàn ông đồng ý ngủ chung với mình. Sau khi làm cho họ thỏa mãn, cô gái sẽ nhanh chóng xin một kỷ vật của người đàn ông đó để đem về làm chứng cho các vị già làng. Lúc này thì cô gái mới đủ điều kiện để lấy chồng. Tây Tạng đúng là một vùng đất xinh đẹp, nhưng ẩn sau ngoài vẻ đẹp ấy lại là điều bí ẩn khiến người ta rung mình. Nhưng dù sao đây cũng là một vùng đất cực kỳ bánh cuốn mà chúng ta nên ghé qua ít nhất một lần trong đời để cảm nhận. Video hôm nay đến đây là hết rồi nha. Đừng quên comment cho tôi biết về đất nước mà các bạn đang tò mò nha. Hãy nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của XEM GÌ hôm nay sớm nhất nha. Bye bye!